rồi là bao nhiêu tôi chưa nghe. Nhắc lại. Bớt 30, em xin bớt 30. Em xin bớt 30. 30 đầu tiên. Bớt 30 em. Bớt 30 à? Bây giờ anh em mình bớt 30 em chén 85 triệu. Ai có giả thấp hơn thì nói với tôi. Mà ai cả cao hơn thì nói với tôi. Thì chắc có rồi, 85 là bơi bay. Đây giả 50 triệu. Nhưng ai nhá? Bà Phúc đang giả đó. Tiếp giờ tôi rồi. Hả? Bánh nó rơi vào trong cổ. Là cái đi nó rơi mẹ xuống. Đi nó rơi xuống là hết mẹ. Là lẽ ông Việt tắm. Không, ông Việt tắm nhưng mà nó vào người nó như mọi chiêu. Anh Phúc cộng lên tí cho nó đẹp. Cộng là chú tí, chú có cổ phần này anh em phải cộng. Em này chung, anh cứ cộng 60 đi, em này chung. Tâm đang giả 55 triệu. Lên nữa đây anh em. 60 triệu. 60 triệu ơi. 60 triệu lần thứ nhất. Không bán được, thằng em. Cho em thêm 2 triệu. Nào. 60 triệu. Căng thế nhỉ. Em này anh Trung. Bây giờ đang lên 62 rồi. Ờ 62, có ai trả thêm không? 62 rồi đấy. À Bonsai Channel. À vâng, chào anh ạ. Rồi. Cuối cùng hôm nay xin được livestream ở cái chương trình này. Hiện nay cây này đang giả ở cái giá là 62 triệu rồi. Chủ cây có gật hay không? Kéo về. Già néo nó đứt dây. Già néo nó đứt dây. Cho chui vài đi. Em các bạn dặn làm cái 65 triệu để cho nó tròn. Nào. Đây mới là người hùng này. Bé nhưng mà có võ phết đấy. Bé ăn cay ghê thật. Căn bản lên vui Tâm. Quá phải có cái kỷ niệm gì bằng vậy. Ok. Là, chú Tâm là người 65 triệu. 65 rồi. 65 triệu. Ok chưa? 65. 65. Bắt tay. Đấy, 65 tay. Triệu đấy. Nào lôi ra đi. 65 triệu. Hả? Anh em chung kết 65 triệu. 8 triệu mẹ. Cho nhau tiền cẩu đéo nhờ. Không, nếu 68 triệu. 65 triệu. Không anh em từ. Để Tuấn cùng xin phép nhé. Rồi. Kéo ơi. Anh xin phép này. Con số của chú Tâm đưa ra là 65. Nhưng mà nó chính đẹp này vẫn là giá 68. 65 triệu. Này, 3 triệu này sẽ để cho câu lạc bộ. Được chưa? Đấy là có hậu. Được rồi, chuẩn bay. Nếu mà Tâm ơi. Anh ơi em giả cái này 65 triệu nhá, tiệp nó bán thì em mua. Rồi. Đấy. Tiệp ơi. Anh đang ở phường của em ơi. Đây đang giao dịch một cây dưới. Nhưng mà em mua được em căn này em về. Căn này không là quê của chú. Đúng rồi. Nhưng mà giờ phút này là một người hùng của làng cây. Đây là Tâm cây Mộc Hương này. Em thì chả biết nhưng 65 thì em Hương nổi tiếng cả nước rồi. Nếu mà ngày hôm nay nếu em có nhiệt tình giao Tâm thì quan trọng thì đâu. Không phải quan trọng nhưng mà bây giờ kể cả là không phải Tâm mà kể cả là Hoàng Phúc. Rồi. Tất cả cái giao lưu là của chú đúng không? Vẫn không công nhận không? Ok. Chú đi riêng. Anh Tâm này thì là anh em rồi, ở ngay nhà rồi. Đấy. Muốn giao lưu ở trên này cho anh em gọi là. À, hiểu cái dòng tiền nó phải ở đây. Ý đấy. Đây là nếu mà 65 Hoàng Phúc ơi, nếu 65 mà anh em ở đây lấy thì là tiệp sẽ nhường lại cho anh em ở đây. Nhưng nếu như anh em nào ở đây không lấy được với giá 65, Tâm sẽ lấy giá 65. Anh em ở đây nói rồi. Nhưng cây hợp chủ ít nhất là có 2 triệu để chuyển nhượng cho câu lạc bộ. Đấy là dù ở đâu. Ok rồi, nhất trí rồi, chuẩn đấy. Rồi. Nghĩa là chủ cây đang bảo 68. Em lấy nếu không có là thực ra thì Phúc Thọ anh sẽ giữ lại đấy. Em rất buồn anh cái này. Cây này là quá hợp lý. Nhưng mà anh em Phúc Thọ nhường qua đây anh em Phúc Thọ này. Nó muốn để cái cây này ở lại đất này. Ok. Chứ còn mang về đấy nó không hài lòng lắm. Rồi. Nếu mà anh em Phúc Thọ. Anh em Phúc Thọ ý kiến thế nào? Anh em ý kiến vẫn với giá 65. Ưu tiên vào anh em không? Không để mình cắt lời 68 triệu. Nó xuống nó bảo em 120. Hôm rồi nó bảo em 120. Nếu anh em Phúc Thọ lấy chỉ giá 65 vẫn đủ cho anh em Phúc Thọ 3 triệu. 68 là để lại 3 triệu. Thế nó mới chất thế. 68 thu về 65. Không, nếu mà anh em Phúc Thọ lấy vẫn giá 65
vẫn để lại 3 triệu cho câu lạc bộ. Thôi thôi thôi. Chúng cơi xong đêm. Nếu như anh em Phúc Thọ lấy em 5 triệu. 60 triệu. Đấy. Đấy. Trẻ quá, thước phim của Tuấn Phương lịch sử. Lịch sử. Rồi rồi, ok rồi. Kể cả cây này để chơi cho anh em Phúc Thọ. Ok. Giữ lại. Đây, Hoàng Phúc đại diện cho câu lạc bộ Phúc Thọ xin phép là của anh em. Thế nhỉ? Ok. Đấy. Ok. Cái ok. Có anh đấy nhá, anh lúc trước okay, anh em mình uống rượu. Đấy nhá. Đấy là anh hiểu em nhá. Là hiểu không phải. Không những chỉ 62 mà còn 60 luôn. 60. 65 triệu. Nhưng để lại 5 triệu cho câu lạc bộ. Cái gì vậy? Ngay như mình phải nói ra là 65. Giá chuyển nhượng là 65. Giá chuyển nhượng là 65. Nhưng 5 triệu là để cho câu lạc bộ. Rồi chốt nhá. Đây là để xin phép là Tuấn Phùng là ngắt lời anh em nhá. Vẫn là cái cuộc nổ thâm đêm. Anh ơi, bắt tay em chụp được ảnh nhá. Anh Phúc đây bảo là để cho anh 60 triệu nhưng em không để. Đây em nói giữa rồi, nếu nó sai em mất lọc thôi. Không phải để cho rồi. Là em không bán. Tôi vừa tăng đấy, bạn lấy cũng 10 triệu thôi. Nhưng mà em không bán. Đây là em vẫn nói rõ ràng ngay từ đầu. Ok, nếu như anh mua 60 triệu em không. Thực tế là bạn là có tài chính hơn tôi. Bạn lấy cái này quá tuyệt vời. Tóm lại là một người có tâm và có tầm. Phát đây đúng. Cảm ơn. Phúc là 60 triệu thì chiều. Ờ, tôi chỉ cháu được nhiều. Có người giải 100 triệu. Cái mua bán bị thiếu cho anh em một chút nhé. Thôi bây giờ nhà này nhá. Đáng nhất trước 6:30 thì hôm nay đi cao hôm nay nổ. Thì hôm nay nó vỡ. Cả làm luôn đấy. Cả làm luôn đấy. Hôm nay là thôi để vô tình mình. Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Được xử lý. Anh ơi. Một sai được cho đúng không? Anh ơi. Đấy nghĩa là trước trước giờ 30, 6:30 là anh em cả làng đều ăn đấy. Anh chốt. Cái chú Châu mang về nhá. Ok. Đấy. Có rồi, bây giờ. Thôi. Có gì chú mời. Anh ơi, hôm nay bắt đầu cái bộ này trước 6:30 để hôm nay cả cái siêu ngơ này nó nổ. Anh ơi, anh đặt cho người ta 10 triệu. Rồi, 10 triệu. Rồi, 10 triệu. Để lại 5 triệu cho nổ. Đây là phòng cho đoạn đây. Ok. 10, 15 triệu. 10 triệu. Tôi không phải đầu cơ anh. Nói chung là theo ý nguyện của vâng ạ, đang chuyển khoản đấy ạ. Bạn Tiệp lại còn giao lưu cho anh em cho câu lạc bộ. Hội sinh ngày Phúc Thọ vẫn là tuyệt vời. À anh ơi, nếu mà khả năng là vào sân khấu. Đấy. À Tiệp ơi, anh biết cái này. Bây giờ anh em mình sẽ vào trong sân khấu. Để đây đấy. Để chuẩn nhượng. 68 triệu nhớ rồi bị chật ra ngoài. Bây giờ vào trong này. Không, chuyển đi xong vào đấy. Không, vẫn chuyển chuyển đi nhưng mà vào đấy. Chuyển xong. Rồi rồi. Ở đây cũng được. Ok ok. Chốt luôn. Chỉ làm hình ảnh thôi. Chuyển rồi ok. Chốt cọc 10 triệu trước. Đấy mọi người ạ, một chơi này đây là không phải là trò đùa nữa nhá. Đây là rất thật. Không phải trò đùa. Mà phải nói là anh em Phúc Thọ nhìn con mắt là đẳng cấp. Vâng, cậu cứ đánh giá cao quá anh em tôi này. Cho chúng 10 triệu. Anh cứ làm được chưa? Rất thực tế. À xong rồi nhá, 10 triệu đấy. Đêm nay mình lại về bắt tay chán chứ nghĩ tại sao nó không bắn cho mình. Anh không biết gì nhá. Anh muốn nói về đủ câu là không chơi. Chào thắng quang nhá. Hôm nay có những cái buổi giao dịch phải nói là nếu không có những cái buổi hậu như thế này, không có ra đến cổng rồi vẫn lại quay lại. Lộc của anh. Ôi, bây giờ xin mời cả nhà vào trong sân khấu đây. Ok đấy, tuyệt vời ạ. Vâng, xin chúc mừng ạ. Cái này cũng nó ngay đầu cổng đẹp, dáng thú. Mới để cho nó là cái cuộc họp. Bây giờ vào anh nói tiếng Việt. Cha có lưu lại cụ thể. Này, Tiệp ơi. Khả năng anh em mình vào trong sân chính để thế luôn. Vào trong sân chính. Ở đây chủ sân cần đến chúng ta được bắt tay. Nào. Anh chịu trách nhiệm cái cuộc giao dịch này. Rồi. Giữa hai người mua. Nếu mà hai người đều không có anh chịu trách nhiệm. Chuyển cao quá, chuyển cao quá, chuyển cao quá. Cái này là luật rồi. Còn số tiền còn lại, anh là anh của nó, mà anh là câu lạc bộ. Chịu trách nhiệm về vấn đề tất cả mọi người. Rồi rồi, rồi rồi. 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 Rồi rồi, rồ
65. Cầm tiền quan trọng hết này. Đấy. Chưa? Thôi, ok. Chúc mừng, chúc mừng. Chúc mừng anh nhá. Anh 7 phiếu này. Chúc mừng anh nhá. Anh. Được rồi, được rồi.